Các cái chốt của thôn nào thì giữ cho thôn đấy và xã nào giữ cho xã đó. Hiện nay cái hiệu quả của nó là rất cao, là tránh được cái không có những cái người mà ở nơi khác đến mà chúng ta không kiểm soát được. Thứ hai là khoanh vùng những cái trường hợp mà F2 thì sẽ phải cách ly tại nhà, F2, F3. Thế rồi thì ta rà soát để nếu mà có F1 thì sẽ chuyển đi cách ly tập trung ở tại tỉnh. Đấy là 36 độ 6 nha. Không nhà phải đâu. Thằng chủ nhà cũng dịch rồi, luôn không cách phòng chống dịch luôn, nhà nào ấy giờ đấy. Ba vòng chốt, chốt huyện và chốt xã và chốt thôn. Chúng tôi đến đây trong thôn lại chốt nhà nữa. Nhà nào ở yên nhà đấy không ra ngoài khỏi nhà thì để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Một năm thì chăm sóc vất vả thì từ đầu đến cuối, từ lúc bón phân rồi đến cắt tỉa, tuốt phun đến bây giờ quy trình theo đúng rất quy trình của Global Gap. Đấy là chăm sóc rất đảm bảo và quả vải rất đẹp. Tất cả thì bà dân quan nhân dân ở đây thì rất lo là cái đầu ra sản phẩm. Chí nhỉ? Có chứ. Dịch vẫn mua, dịch vẫn chống dịch mà mua được nữa đấy, đây nó làm rồi đấy. Nó làm rồi đấy. Vâng. Nó tiệm.